Trong các bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn import một file Revit vào trong phần mềm Ecotec Analyst bằng các định dạng GBXML và DXF. Trong bài học hôm nay, mình sẽ giúp các bạn làm rõ việc khác biệt giữa việc import một đuôi GBXML và đuôi DXF vào Ecotec nó sẽ khác nhau như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ vào file import bằng DXF. Các bạn thấy rằng khi chúng ta import bằng DXF thì công trình của chúng ta khi được đưa vào nó sẽ giống như trong phần mềm Revit. Như là các đối tượng tường nó sẽ có độ dày, mái nó cũng sẽ có độ dày. Các đối tượng như cửa đi cửa sổ nó sẽ giống y hệt. Thậm chí những cái đối tượng như trang thiết bị nội thất nó cũng sẽ được import vào nếu như các bạn muốn. Và các bạn thấy rằng việc import đuôi DXF nó chỉ mang lại cho các bạn việc import vào một cái mô hình như là một mô hình 3D mà thôi. Còn khi các bạn import bằng đuôi GBXML là đuôi mà chúng ta chuyên về phân tích, thì các bạn sẽ thấy rằng khi import vào, các đối tượng tường hay là bất cứ đối tượng nào nó sẽ nhận diện như các mặt phẳng. Đấy, và nó sẽ nhận diện cho các bạn như cách mà các bạn khi chúng ta dựng hình bằng công cụ Ecotec. Các đối tượng như là thư viện, đồ đạc nó cũng sẽ không import vào. Thậm chí những cái đối tượng như cột thì nó cũng chỉ là những cái đối tượng như thế này mà thôi. Và điểm khác biệt rõ ràng nhất mà các bạn có thể thấy là khi chúng ta vào zone measurement. Các bạn thấy rằng khi chúng ta import bằng đuôi GBXML, phần mềm Ecotec nó sẽ nhận diện cho chúng ta những cái hệ thống zone, những cái phòng mà chúng ta đã tag ở bên Revit. Các bạn nhớ rằng khi chúng ta ở trong Revit, chúng ta đã tag những cái room như thế này. Thì khi chúng ta import bằng đuôi GBXML, nó cũng sẽ nhận diện cho chúng ta những cái room này và những cái zone này. Đấy, nó sẽ giúp chúng ta phân tích chính xác các thông số về nhiệt, về năng lượng đấy, trong phần mềm Ecotec. Và các bạn hoàn toàn có thể đấy, cô lập những cái đối tượng này như thế này đấy, giúp các bạn có thể tính toán đấy. Việc này nó sẽ rất là giống khi chúng ta dựng hình cái công trình này lên, chỉ có điều là chúng ta import một file để GBXML mà thôi. Còn khi chúng ta import bằng DXF, các bạn thấy rằng khi chúng ta vào zone measurement, nó sẽ chỉ nhận diện chúng ta một cái đối tượng duy nhất. Đấy, và đối tượng này các bạn thấy hiện tại thì nó còn không có tính chất về nhiệt. Nó cũng sẽ không phân rõ cho chúng ta những cái đối tượng zone, những cái đối tượng phòng ốc để các bạn có thể tính toán phân tích về năng lượng. Do đó các bạn thấy rằng khi chúng ta muốn phân tích năng lượng một công trình thì các bạn hãy import bằng đuôi GBXML. Đuôi DXF sẽ dùng cho bạn khi các bạn muốn import những cái đối tượng như là những cái công trình xung quanh, những cái đối tượng mà mang tính khối để giúp các bạn phân tích về năng lượng trong bối cảnh của công trình, chứ không hạn chế việc các bạn import cái công trình muốn phân tích bằng đuôi DXF. Đấy là những cái hướng dẫn cơ bản về việc phân biệt giữa việc import một đuôi DXF và đuôi GBXML. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.